Xin chào cả nhà đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các cô chú anh chị mình một loại nhân sâm của Việt Nam bởi vì đây là một cái loại cũ nó có hàm lượng saponin dồi dào. Đây là một cái loại dược liệu quý và có tác dụng bổ máu và có rất nhiều công dụng với sức khỏe. Nếu như bạn đang có ý định sử dụng một cái loại dược liệu nào đó để tăng cường sức khỏe thì chúng ta không nên bỏ qua cái cũ mà mình chia sẻ ngày hôm nay. Vâng, chắc hẳn là rất nhiều người nhìn qua video là đã biết đây là củ gì Tuy nhiên có một số cô chú anh chị thì nhìn sơ thì sẽ không biết đâu Đây chính là củ tam thất Mà đó chính là củ tam thất bắc tươi Thì tam thất bắc này Nó là một loại cây thân thảo và sống lâu năm Cây thuốc này á nó ưa bóng mát Rồi mọc ở vùng núi cao Cho nên cái việc trồng cái cây tam thất bắc này ở vùng đồng bằng là không thể Ở Việt Nam thì loài cây này trồng được ở Hà Giang, Lào Cai Cao Bằng, Lạng Sơn và Lai Châu. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái tác dụng của cái củ tam thất bắc này, vì sao nó được ví là nhân sâm của Việt Nam. Thứ nhất là nó sẽ có cái tác dụng hỗ trợ điều trị ung thư, đặc biệt là u sơ tử cung, có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là tim mạch, cái khả năng cải thiện tuần hoàn, kể cả các cái mạch máu nhỏ. Tác dụng của tam thất là bảo vệ tim mạch, chống viêm mạch máu, cũng như là phân hủy chất béo xấu, tiêu trường máu đông, ngoài ra nó còn giúp cho chúng ta tăng cường sức khỏe chống trầm cảm tăng cường cái khả năng miễn dịch của cơ thể tam thất bắc này nó còn có cái tên gọi khác là kim bắc hoáng thổ sâm hay là sâm tam thất hay là cây xuyên tam thất tam thất bắc này nó có họ hàng với nhân sâm cho nên cái cây này sống lâu năm nhưng cây nó chỉ cao khoảng 40 cm và mọc tầm khoảng 3 đến 4 lá trên đầu thôi hoa tam thất này nó có màu vàng lục nhạt quả thì có hình cầu màu đỏ khi uh, cái quả chính còn có một loại cái tam thất nữa đó là tam thất nam thì nó là một loại khác hẳn cho nên nếu như mà chúng ta cần một cái loại tam thất bắc để mà tăng cường sức khỏe thì chúng ta cần sử dụng đúng tam thất nam này là một loại thuộc họ gừng được gọi là tam thất gừng rất nhiều các cô chú anh chị ở vùng núi ở vùng có trồng nhiều cây tam thất này người ta đã biết sử dụng cây tam thất này để tăng cường sức đề kháng rồi uh, phòng ngừa các bệnh rồi uh, bồi bổ sức khỏe rồi giúp bổ máu, an thần, chống căng thẳng, mệt mỏi. Tam thất bắc này á, nó còn giúp cho chúng ta giảm các khối u và ức chế sự di căn của tế bào ung thư, đặc biệt rất tốt cho phụ nữ sau sinh và điều hòa kinh nguyệt, cải thiện vẻ đẹp, giảm nám, tàn nhang và dấu hiệu của lão hóa da. Mình cũng xin chia sẻ thêm là do nó có cái tác dụng là hỗ trợ ngăn ngừa ức chế các khối u cho nên những ai đang bị tuyến giáp nè, chúng ta sử dụng rất là tốt. Rồi những ai đang bị u sơ, cũng sử dụng rất là tốt và hầu như là những ai đang có khối u khối u lành tính thì chúng ta có thể sử dụng cái củ tam thất bắc này để mà chúng ta điều trị cũng rất là tốt và mình có thể tham khảo thêm ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với cách dùng tam thất hiệu quả nhất theo như đông y cổ truyền thì tam thất được sử dụng chế biến theo nhiều cách khác nhau đầu tiên là chúng ta sẽ dùng trực tiếp là mình sẽ rửa những cái rễ này rửa thật là sạch rồi giả nát và ví dụ như chúng ta dùng để điều trị chấn thương thì chúng ta giả nát rồi mình đắp trực tiếp lên cái vị trí bị chấn thương nó sẽ giúp cho chúng ta điều trị khá là nhanh hoặc là chúng ta sử dụng ở dạng sấy khô đầu tiên thì mình sẽ rửa sạch rồi phơi khô hoặc sấy khô sau khi sấy khô á thì chúng ta sử dụng khoảng 2 thìa cà phê mình pha cùng với mật ong và mình uống hàng ngày hoặc là chúng ta có thể đem những cái củ tâm thất tươi này mình rửa sạch mình thái lát và mình ngâm cùng với mật ong sau đó thì mỗi ngày vào buổi sáng trước khi ăn chúng ta nhai hai lát cùng với mật ong và mình nhai từ từ giữ ở cổ họng rồi nuốt từ từ. Ngoài việc ngăn chặn các tế bào ung thư, các khối u ra thì tam thất bắc này nó còn rất là tốt cho sức khỏe của chúng ta. Rồi những điều còn lưu ý khi uống tam thất là những đối tượng nên uống thì những người bị bệnh, ốm yếu, chịu áp lực công việc, rồi thiếu ngủ, căng thẳng mệt mỏi thì mình sử dụng sản phẩm này thì một thời gian chúng ta sẽ có một giấc ngủ ngon hơn, cải thiện được cái tình trạng của chúng ta và phụ nữ sau sinh, những người bị thiếu máu, thiếu máu não thì sử dụng sản phẩm này cũng rất là tốt. Rồi ngoài ra những người bị bệnh về tim mạch, ung thư thì chúng ta sử dụng củ tam thất này để mà điều trị. Và những đối tượng không nên sử dụng tam thất là những người đang bị cảm lạnh, phụ nữ có thai tuyệt đối không nên sử dụng, đặc biệt là những người đang hành kinh thì mình cũng không nên sử dụng cái tam thất này. À, chúng ta có thể tìm mua dạng bột tam thất này ở những nơi cơ sở uy tín chất lượng về mình uống cùng với mật ong và nước ấm vào buổi sáng trước khi ăn nhé. Để đạt được một kết quả tốt nhất thì chúng ta nên sử dụng vào buổi sáng trước khi ăn hoặc là mình có thể tìm mua những củ này về mình cắt lát và ngâm cùng với mật ong. Và video của mình chia sẻ đến đây là hết rồi. Nếu như các cô chú anh chị yêu thương thì đừng quên like và đăng ký để ủng hộ kênh của mình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.